Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu bài học Tiếng cười có lợi gì của tác giả Orison Swett Marden. Văn bản này thuộc chủ đề bài số 4 Sắc thái của tiếng cười, chuyện cười. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu văn bản này với cô nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động đầu tiên, tìm hiểu chung. Trong phần tìm hiểu chung, cô sẽ cung cấp cho các em những thông tin cơ bản nhất về tác giả. Tiến sĩ Orison Swett Marden, sinh năm 1848, mất năm 1924. Ông là một tác giả truyền cảm hứng người Mỹ. Các bài viết của ông thảo luận về nguyên tắc và đức tính thông thường giúp tạo nên một cuộc sống thành công và toàn diện. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, tìm hiểu những thông tin chung về tác phẩm. Mục A nhỏ, thể loại, văn bản, tiếng cười có lợi gì? Thuộc thể loại nghị luận. Cụ thể, nghị luận về một vấn đề trong đời sống. Văn bản đề cập đến những lợi ích của tiếng cười. Tiếp theo, tìm hiểu về bố cục. Các em có thể lấy sách giáo khoa và bút và cùng phân chia với cô nha. Bố cục của văn bản thì cô chia thành 3 phần. Phần 1, bắt đầu cho đến hài hòa hơn nội dung của phần 1, vai trò của tiếng cười đối với sức khỏe của mỗi người. Phần 2, tiếp đến cho đến vui vẻ nhất, nội dung của phần 2, lợi ích của tiếng cười trong cuộc sống. Phần 3, còn lại, tiếng cười trong nhận định văn học. Các em hãy đánh dấu 3 phần ở trong sách giáo khoa và tóm tắt về nội dung chính của 3 phần này vào trong vở nhé. C. Phương thức biểu đạt. Văn bản thuộc thể loại nghị luận. Vì thế, phương thức biểu đạt chính của văn bản chính là phương thức biểu đạt nghị luận. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ 2, đọc hiểu văn bản. Trước khi đi phân tích văn bản này, các em hãy tự đọc sách giáo khoa ở nhà nhé. Văn bản này nằm trong sách giáo khoa trang số 85. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu mục 1 nhỏ, luận đề, luận điểm, lý lẽ và bằng chứng. Cô có yêu cầu như sau. Văn bản đề cập đến những lợi ích nào của tiếng cười. Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ý kiến, lý lẽ và bằng chứng cho văn bản, nhận xét về các bằng chứng được đưa vào văn bản. Các em hãy đọc kỹ ngữ liệu ở trong sách giáo khoa và đưa ra câu trả lời đối với yêu cầu của cô. Luận đề, lợi ích của tiếng cười. Chúng ta có 3 luận điểm như sau. Luận điểm 1, giúp cơ thể khỏe mạnh. Luận điểm 2, trị liệu những căn bệnh tinh thần. Luận điểm 3, mang đến niềm vui, gắn kết mọi người với nhau. 3 luận điểm này tương ứng với bố cục 3 phần cô phân chia giúp em ở phần đầu. Chúng ta sẽ cùng đi phân tích từng luận điểm. Với luận điểm đầu tiên, luận điểm 1, tiếng cười giúp cơ thể khỏe mạnh. Marden đã đưa ra lý lẽ và các bằng chứng như sau. Tiếng cười là một yếu tố làm cơ thể thêm khỏe mạnh, mang lại niềm vui cho con người. Cười nhiều cũng làm tăng tốc độ hô hấp, giúp toàn thân nóng lên, căng tràn sức sống. Khi cười, cơ thể được hồi phục về trạng thái sung sức, cân bằng, giúp cấu trúc cơ thể vững chắc và hài hòa hơn. Dẫn chứng mà Marden đã đưa ra trong văn bản. Tiếng cười kích thích máu trong cơ thể lưu thông tốt hơn. Đó chính là lý lẽ và bằng chứng để phân tích cho luận điểm 1. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang luận điểm số 2. Tiếng cười giúp trị liệu những căn bệnh tinh thần. Với luận điểm này thì Marden đã đưa ra lý lẽ và bằng chứng như sau. Một thầy thuốc vui vẻ sẽ giúp ích nhiều hơn viên thuốc họ kê cho bệnh nhân. Dẫn chứng về vị bác sĩ Burdick ở New York. Ở phía tây New York, có một vị bác sĩ tên là Burdick. Ông được gọi là bác sĩ cười vì luôn luôn xuất hiện trước mặt mọi người với nụ cười vui vẻ nhất và sự hài hước của ông nhanh chóng lan truyền ra khắp xung quanh. Ông chữa bệnh cho nhiều người chỉ bằng rất ít thuốc. Ngoài ra, Burdick còn dẫn ra những lý lẽ từ tạp chí y khoa nổi tiếng trên thế giới. Bằng chứng tờ Lancet của London, một tạp chí y khoa nổi tiếng thế giới, đã đưa ra nhận định thế này về giá trị của thái độ vui vẻ và lạc quan. Một tinh thần tốt là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe của những người bệnh, người ốm yếu. Nó quyết định việc liệu một người bệnh có còn cứu được hay không và một người yếu ớt có thể sống một đời lành mạnh, không bệnh hay không. Đó chính là phần lý lẽ và bằng chứng Burdon đã đưa ra để phân tích cho luận điểm số 2. Chúng ta sẽ cùng đến với luận điểm 3. Luận điểm 3, tiếng cười mang đến niềm vui, gắn kết mọi người với nhau. Theo em, với luận điểm 3 thì Marden đã đưa ra lý lẽ và bằng chứng như thế nào để phân tích?
với luận điểm 3, Madden đã đưa ra lý lẽ và các bằng chứng như sau. Tiếng cười tạo không khí thân thiện giữa mọi người, kéo điều, tươi sáng tới gần ta hơn. Dẫn chứng câu nói của nhà thơ Dryden, câu nói của nhà sử học tiểu thuyết gia lịch sử, nhà thơ nổi tiếng Scotland Walter Scott. Nhà thơ Dryden nói rằng, tiếng cười dù ở mức độ nào luôn là một điều tốt, và nếu một thứ có thể gây cười cho mọi người thì nó là một công cụ để tạo ra hạnh phúc. Còn ngài Walter Scott, nhà sử học, tiểu thuyết gia lịch sử, nhà thơ nổi tiếng nói, hãy cho tôi một tiếng cười chân thành. Ông luôn dành những câu nói tử tế và nụ cười chân thành cho tất cả mọi người, và chính điều đó đã làm ông trở thành một trong những người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Chúng ta nhận thấy rằng lý lẽ và bằng chứng khách quan và toàn diện đã chứng minh cho luận điểm được Madden đưa vào ở trong văn bản. Trong văn bản nghị luận, ngoài lý lẽ và bằng chứng ra, chắc chắn các em sẽ cần phải chỉ ra được những câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và câu văn thể hiện ý kiến đánh giá chủ quan của người viết. Vậy, câu văn thể hiện bằng chứng khách quan của người viết đó chính là: tiếng cười có một nhiệm vụ quan trọng với cấu trúc cơ thể của chúng ta. Nó là một yếu tố làm cơ thể thêm khỏe mạnh, mang lại cho con người niềm vui. Tiếng cười bắt đầu từ phổi và cơ hoành, tạo ra rung động ở khắp các cơ quan nội tạng, giúp thân thể vận động dễ chịu. Câu văn thể hiện ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết đó chính là: thật vậy, một thầy thuốc vui vẻ, tự họ còn giúp ích nhiều hơn những viên thuốc họ kê cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tổng kết. Trong phần tổng kết, cô sẽ tổng kết giúp các em giá trị về nghệ thuật và giá trị về nội dung của văn bản Tiếng cười của Lợi Ích. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần cuối cùng của buổi học ngày hôm nay, đó chính là phần tổng kết. Trong phần tổng kết, cô sẽ giúp các em tổng kết giá trị về nghệ thuật và tổng kết giá trị về nội dung của văn bản Tiếng cười có lợi ích gì tác giả Madden mang lại. Trước hết là giá trị về nghệ thuật. Văn bản phân chia bố cục rõ ràng theo các ý chính, giúp người đọc dễ theo dõi, nắm bắt nội dung, lý lẽ và bằng chứng logic có sức thuyết phục, giúp người đọc, người nghe hiểu hơn về vấn đề đang bàn luận. 2. Giá trị về nội dung. Văn bản Tiếng cười có lợi ích gì là văn bản viết về vấn đề lợi ích của tiếng cười. Qua văn bản, người đọc hiểu hơn về những lợi ích của tiếng cười đối với mỗi cá nhân. Thông qua phần phân tích ngày hôm nay, đó cũng chính là những gợi ý để giúp em có thể trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa được dễ dàng hơn. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy truy cập trang lờiđạihay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Cảm ơn các em đã chăm chỉ học tập trong buổi học ngày hôm nay. Cô sẽ hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau. Tạm biệt các em!